Con nghe nhiều vị sư giảng về thiền, xin dấu tên những vị ấy thiền. Những vị ấy thiền Vipassana là thiền quán do người đời sau đặt ra. Thời Đức Phật không có, xin sư từ bi hoan hỷ giải nghi. Quý vị chờ sư một chút xíu. Nó phải nói có sách mách có chứng, chứ không còn nói mà không bằng không chứng á, vì nói là sư nói bừa. Sư chích trong kinh tạng ra cho quý vị xem. Đây đây là trong kinh tạng ha, trong kinh tạng cái vấn đề đó là do Pali nó có là một cái ngôn ngữ có đuôi, cho nên là để tìm á, để tìm thì sư phải bỏ cái chữ cuối cùng đi. Vipassana ha, Vipassana là thiền quán ha. Quý vị thấy trong kinh tạng nè, nhiều chưa, nhiều chưa, nhiều chưa. Đây trong trường bộ trường bộ có ha, trung bộ ha, tương ưng ha, tăng chi ha, tiểu bộ ha. Thì quý vị dựa vào đâu để mà chúng ta nói là cái Vipassana này đó là người đời sau chế ra? Rõ ràng có trong kinh tạng. Mà nếu như chúng ta phủ nhận á, như vậy là bây giờ chúng ta dò toàn bộ bây giờ trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ, chỗ nào cái bài kinh nào mà chúng là có nhắc tới thiền quán thì mình bỏ sạch, bỏ sạch, bỏ hết. Nói là bây giờ cái này là người đời sau, như vậy là kinh này là kinh giả, kinh ngụy tạo, là bỏ hết. Quý vị nghĩ được, quý vị bỏ chừng này kinh thì cái bộ tam tạng nó còn lại cái gì? Nó còn lại cái gì? Mà ngày hôm nay chúng ta nói là thiền quán Vipassana không phải do Phật thuyết mà do người đời sau chế ra. Chúng ta từ đó chúng ta bài xích toàn bộ những cái kinh tạng, những bài kinh mà có nhắc đến thiền quán, chúng ta bỏ sạch, chúng ta không nói tới nữa. Rồi sau đó dần dần sẽ có người khác họ nói là cái phương pháp tu này là cũng do người đời sau chế ra. Rồi từ đó chúng ta cũng bỏ sạch những cái bài kinh nào nó liên quan. Rồi mỗi người mỗi ý, mỗi anh mỗi bỏ, mạnh ai nấy bỏ, thì không sớm thì muộn chúng ta chỉ còn lại những cái mảnh vụn của giáo pháp thôi. Mà nguyên nhân là do sở thích của một số người, họ thích có cái này, họ không thích cái kia. Cái gì họ không thích thì họ nói là Phật không có dạy. Quý vị biết là trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, có hai hạng người. Thế nào là hai? Hạng người phỉ báng Như Lai và hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hạng người phỉ báng Như Lai? Những gì Như Lai có thuyết có nói, họ bảo rằng Như Lai không thuyết không nói. Những gì Như Lai không thuyết không nói, họ bảo rằng Như Lai có thuyết có nói. Những gì Như Lai có làm, họ bảo rằng Như Lai không làm. Những gì Như Lai không làm, họ bảo rằng Như Lai có làm. Đó là hạng người phỉ báng Như Lai. Thế nào là hạng người không phỉ báng Như Lai? Cái gì Như Lai không nói thì họ nói rằng Như Lai không nói. Cái gì Như Lai có nói thì họ nói rằng Như Lai có nói. Cái gì Như Lai có làm thì họ nói rằng Như Lai có làm. Cái gì Như Lai không có làm thì họ nói rằng Như Lai không có làm. Đấy. Ngoài ra, trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật còn dặn: này các tỳ kheo, sau này nếu như mà có một vị tỳ kheo hoặc có một hội chúng tỳ kheo tuyên bố rằng đây là lời Phật thuyết, đây không phải là lời Phật thuyết, này các tỳ kheo, các ông chớ nên vội vã chấp nhận mà cũng chớ nên vội vã bài xích. Hãy đối chiếu với kinh và đối chiếu với luật. Nếu như lời của vị ấy nói hoặc lời của một cái hội chúng ấy nói mà nó tương ứng với kinh, tương ứng với luật thì chúng ta biết rằng hãy hoan hỷ là vị ấy đã nhận lãnh đúng cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn nếu như khi chúng ta so sánh mà nó không tương ứng với kinh, không tương ứng với luật, thì chúng ta biết rằng vị ấy đã không nhận lãnh một cách đúng đắn lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên quý vị có thể nói sư phạm thượng, nhưng mà sư không cần biết cái người nói cái câu này là ai. Sư chỉ đơn giản sư so sánh với kinh, so sánh với luật. Và do cái lời tuyên bố này nó trái ngược với kinh, trái ngược với luật, do đó sư nói rằng vị này đã không nhận lãnh đúng cái lời dạy của Đức Thế Tôn.